tại nó có tiếng Việt cái báo nó phải up room nó hả đâu. Ừ. Không giống nguyên quá đâu. Nguyên không? Vui mà. Hả? Vui gọi là up rồi đó. Rồi. Xích quá hả? Hả? Xích quá hả? Ồ. Trời ơi. Nhìn thở đâu? Hết hồn. Hết hồn quá chứ. Đồ. Này gì vậy? Cái khe chọc sim, nó khe chọc sim rồi. Ừ, cái này nè. Để với em rồi. Trang kinh. Mở nguồn lên. Đó. Đó giờ mới nguồn thoải mái. Để miếng nó đi, nào có dán hình nó lọt nó ra. Ừ. Lột cái đó lên lên cho được. Này cái mẹ.